còn thanh niên nữa, giờ đợi đi sau, anh em đi trước. Đang quay phim đó, để cắt khúc này ra. Chào cả anh em, mình là Tony đây. Hôm nay anh em sẽ đi tour. Đi tour gần. Đi gần thôi, ở Châu Đốc. Ăn bò. Thì hôm nay đi sẽ có full anh em ở Tân Châu. Chết 8, chết 9. Và vô rước thêm thanh niên Tấn Đái nữa. Quá. Đá chổi chưa hết kìa. Rồi ai biết đường dắt luôn đi nha. Ông đi vô nhà tôi là nhà Tấn luôn á. Nhà nằm ngoài đường lớn rồi. Ừ. Em đang ở nhà của thanh niên Tuấn Hữu Đặng để mà đợi đi luôn. Ướt xe gắn bô này nổ rồi đã. AR có biết cái bô này gắn vô G3 nổ sao gớm luôn, chạy không nổi, nổi chàng cái xe. Nó nghe giống như là không có cái cổ vậy đó. Ấy lộn, không có bồ đó, có cái cổ không. Quá nhớt rồi. Chở ai mà nhớt gì trời. Y nguyên bùi gách rồi ta. Bỏ chở cái bình của ông á. Dạ. Rồi anh. Quay anh mạnh lên anh. Mạnh đi. Lần nào đi tour mấy thanh niên này cũng xịt sơn. Thôi. Thôi hồi nãy lúc anh sẵn ra là có bánh anh chợt không? Một tí nữa. Tôi dạy trước rồi tôi không biết. Playing with my
đen nữa, giờ đợi đi sao. Anh em đi trước. Thẳng vô núi ăn bò luôn. Hình gửi vợ liền. Đâu có. Tao gặp tao chụp con cá có con tiếng kêu dễ thịt bò nè. Tao nói là mai mốt là cá là nó ăn mấy con bò đó nha. Xe bay gà quá. Đăng lên trà khịa đồ luôn. Chưa, chuyến này trước đi. À, nước sôi nó bỏng rồi. Ăn lại cho mình có xa luôn không ha? Đi xa luôn. Mà đi combo ăn bò phải mát chứ. Đang quay phim đó. Để cắt khúc này ra. Chó tưởng cắt. Bây giờ nó đề nghị giờ biểu nó trả tiền đi. Đó, không thôi. Có gì đâu. Chưa cứ thoải mái đi. Dạ anh em đã ăn xong. À, đường vô về.